cái chậu vàng. Tại một khu nhà ven rừng nọ, có một cụ già. Con cái đi lấy chồng hết, chỉ có một mình. Hằng ngày cụ làm bạn với một chú sóc nâu sống trong một hốc cây trước nhà. Bà cụ và sóc nâu thân nhau lắm, cho tới một ngày. Chào cụ, hôm nay cụ dậy sớm thế ạ? Chào sóc nâu, dạo này ta thấy trong người mệt mỏi, khó ngủ nên dậy sớm quét tước nhà cửa một chút. Ôi, sóc ơi, ta thấy trong người mệt quá, ta phải vào nhà nằm nghỉ một lát vậy. Tội nghiệp bà cụ quá, có ba cô con gái thì đều lấy chồng xa, ốm đau chả có ai chăm sóc. Cho bà cụ vào từ sáng sớm đến giờ, vẫn chưa thấy bước chân ra khỏi nhà nhỉ? Có chuyện gì rồi à? Bà ơi, bà thấy trong người thế nào rồi ạ? Bà mệt lắm sóc nâu ơi. Thôi chết, để cháu tìm ba cô con gái của bà về với bà nhé. Sóc nâu tìm giúp ba cô con gái của ta về với ta. Ta mệt lắm, chẳng biết còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn gặp được các con ta. Bà yên tâm nghỉ ngơi đi, cháu sẽ gọi ba cô con gái của bà về cho bà. Chào chị cả. Ôi, sóc nâu, sao sóc nâu lại đến đây? Mẹ chị dặn chị về sớm, mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, vậy ư? Sóc nâu ơi, ta thương mẹ lắm. Vậy sóc nâu đợi ta một lát, ta cọ xong đám chậu này rồi sẽ đi cùng với sóc nâu ngay. Chị cọ nhanh lên. Sóc nâu ơi, sắp xong rồi, sóc nâu đợi ta một lát nữa nhé. Ôi, bẩn thế nhỉ? Sao mãi vết bẩn không đi như thế này? Những người bất hiếu như chị không sợ trời phạt cho sao? Đó, đấy chính là hệ quả lòng bất hiếu của cô. Ôi, chị hai đang kéo sợi ạ? Em đến báo tin cho chị đây. Ôi, chào sóc nâu. Cơn gió nào đưa sóc nâu đến đây thế này? Mẹ chị nói chị về ngay, mẹ chị đang ốm và rất nhớ chị. Ôi, mẹ ốm à, chị nhớ mẹ lắm, mẹ ốm có nặng lắm không em? Mẹ chị rất yếu, chị về ngay đi. Ôi, chị muốn về ngay với mẹ, nhưng chị còn bận kéo nốt chỗ sợi này, sóc nâu đợi chị nhé. Chị nhanh lên, còn kéo cái gì nữa, mẹ chị mong chị lắm. Chị muốn cố kéo cho xong chỗ sợi này rồi về, kẻo bụi bẩn. Em e rằng vô cảm như chị, rồi trời sẽ phạt chị một đời ngồi kéo sợi đấy. Chào chị Út, chị đang nhào bột đấy à? Ơi, sóc nâu mang tin của mẹ đến cho chị hả? Mẹ chị bị ốm nên em đi tìm chị về. Thế thì chị phải về ngay. Chị cứ bình tĩnh, mẹ chị không bị nặng lắm đâu. Không sóc nâu ơi, chị phải về ngay sóc nâu ạ. Mẹ ơi, nhìn này, đẹp không hả mẹ? Không để cho mẹ cô đơn một mình như thế này nữa đâu. Mẹ ơi. Ôi, con gái yêu của mẹ đã về rồi đấy à. Cảm ơn sóc nâu đã gọi con gái ta về. Chị là cô con gái hiếu thảo, mọi người sẽ luôn yêu mến chị. Các con chị sau này cũng sẽ hiếu thảo như chị. Thần chết đỡ đầu. Con trai đỡ đầu của ta vẫn chăm chỉ làm việc.
Xin chào con trai của ta. Cha nuôi, con chào cha. Ta rất bận rộn, mà nhìn thấy con chăm chỉ làm việc, ta rất lấy làm hài lòng. Thưa cha, lâu nay con vẫn chăm chỉ làm lụng, nhưng cuộc sống vẫn không khá lên. Nào là hạn hán lũ lụt, rồi lúc ốm lúc đau. Con vẫn còn trẻ, cần phải kiên trì. Cha đỡ đầu, cha là thần chết, quyền năng vô hạn, cha có thể giúp con được không? Xin người hãy dùng quyền năng của người giúp con có một công việc đỡ vất vả hơn và có thu nhập cao hơn. Thôi được, ta sẽ giúp con trở thành một thầy thuốc. Đây là loại thuốc thần kỳ, có thể cứu mạng người. Khi dùng nó, con phải đặc biệt tuân theo quy tắc của ta. Vâng, xin cha cứ nói cho con nghe, con phải làm những gì? Khi có ai đó ốm nặng, gọi con cứu chữa, ta sẽ báo cho con biết người đó có cứu được hay không. Nếu ta đứng ở phía đầu giường của người bệnh, thì con hãy lấy thuốc này cứu người. Còn nếu ta đứng phía chân của người đó, thì sinh mệnh họ đã kiệt, con nhất định phải tuân theo nguyên tắc này đấy. Vâng, con nhớ rồi ạ. Chẳng bao lâu sau, khả năng chỉ nhìn một thoáng là biết người đó sẽ sống hay chết của chàng thanh niên đã đồn đi khắp chốn trăm nơi. Danh tiếng của anh càng vang xa, sự giàu có của anh cũng càng tăng lên. Việc tốt mà anh đã làm khiến anh được yêu mến, tôn trọng. Người này sẽ sống, tôi sẽ rắc thuốc cho anh ta. Cảm ơn thần y, cảm ơn. Rồi một ngày nọ, danh tiếng của anh vang đến tai nhà vua. Hãy xem bệnh cho ta. Trời, toàn những thứ có trong mơ ta cũng không thấy. Nếu ngươi có thể giúp ta khỏe lại, ta sẽ trọng thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh. Ngươi muốn vàng, bạc hay kim cương, ta đều có hết. Vâng, thưa đức vua. Trời ơi, nếu đức vua lại không thể sống tiếp, thế thì mình cũng chẳng có tiền bạc hay trọng thưởng gì nữa. Nếu mình vẫn cứu nhà vua thì thần chết sẽ rất bực. Nhưng ông ấy là cha đỡ đầu của mình cơ mà, ông ấy sẽ thương mình bỏ qua cho mình chứ. Thưa đức vua, tiểu dân có thuốc chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho người. Người quả đúng là thần y, ta nhất định sẽ trọng thưởng hậu hĩnh cho nhà ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Thưa đức vua, nguy rồi, nguy rồi. Công chúa đột ngột đổ bệnh rồi. Sao cơ? Còn sao thế này, con gái của ta? Tại sao cha cứ đứng cuối chân giường vậy? Vì sinh mệnh đã kiệt, không thể cứu được. Lần này con đừng phạm lỗi nữa, nếu không hậu quả khó lường đấy. Thần y, hãy mau đến cứu công chúa của ta. Nếu người cứu được, ta sẽ gả công chúa cho ngươi. Ngươi sẽ được thừa hưởng cả vương quốc của ta. Gả công chúa và thừa hưởng cả vương quốc ư? Hãy cho công chúa uống thuốc này. Phụ hoàng, con gái ta, may quá, con tỉnh rồi. Đây là đâu thế này? Đây là nơi giữ những ngọn lửa sinh mệnh. Mỗi một ngọn lửa là sinh mệnh của một con người. Đây chính là ngọn lửa sinh mệnh của con, nhưng nó sắp tắt rồi. Mỗi người chỉ có một ngọn lửa sinh mệnh. Con đã dùng sinh mệnh của mình để thắp sáng ngọn nến sinh mệnh của công chúa. Giờ đến lượt con. Trời ơi, không thể nào. Con còn chưa được hưởng vinh hoa phú quý, con còn chưa được sống và cai trị vương quốc, làm sao con có thể chết được? Cha, cha hãy mau nghĩ cách cứu con. Xin cha hãy lấy ngọn lửa sinh mệnh của người khác thắp tiếp ngọn lửa sinh mệnh của con. Người là cha đỡ đầu của con cơ mà. Con trai của ta, con đã trở nên ích kỷ và tham lam, luôn mong được sống sung sướng như thế từ bao giờ. Con dám bất chấp phá bỏ mọi quy tắc ta đã dặn dò. Dù con là con của ta cũng không thể bất chấp công bằng.
mà lấy đi mạng sống của người khác vì con được. Đây là kết quả của những sự tham lam, ích kỷ của con mà thôi. Không! Nguyện ước cho con. Mẹ, mai con sẽ mang hết đống báo cũ này đến nộp cho cô giáo để gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo vùng cao. Cô con bảo các bạn ấy khó khăn lắm. Đúng vậy, các bạn ấy rất thiệt thòi, điều kiện rất khó khăn, không được như các con ở đây đâu. Mẹ rất vui vì con đã biết nghĩ đến các bạn. Mẹ cho con xin ít dây để con buộc lại cho chắc. Được, mẹ sẽ giúp con. Nhanh cái chân lên, muộn giờ rồi. Đâu rồi? Sao lâu thế? Đây ạ. Thôi chết, con quên quyển từ điển. Đã muộn lại còn quên hết cái này cái kia. Bực quá đi mất, sao mà khổ thế không biết. Xong rồi ạ. Mẹ là mẹ bực lắm rồi đấy. Cứ đi học đi, rồi tí về mẹ hỏi tội. Ôi. Hoa hết cả mắt thế này. Mệt quá. Ước gì giờ này được lên giường đắp chăn thì thích biết bao. Kiên, ôi, cậu vẫn chưa học xong hả? Làm tớ hết hồn. Tớ đã được nghỉ đâu. Học hết bài ở lớp, còn một đống bài ở lớp học thêm tiếng Anh lúc tối nữa. Khổ thân cậu. Tớ làm cho cậu con diều hình đại bàng rồi này. Ôi, đẹp quá. Cảm ơn cậu, cậu giỏi thật đấy. Nhưng không biết bao giờ tớ mới được đi thả diều. Mẹ tớ lúc nào cũng bắt tớ học hết cái này đến cái nọ. Ước gì tớ cũng được như cậu. Cậu cứ giữ lấy. Cuối tuần cậu cố gắng học xong hết bài sớm, rồi tớ nhờ mẹ tớ sang xin phép cho hai đứa mình cùng đi thả diều. Một lúc thôi cũng được, cậu thấy sao? Ừ, cậu nhớ nha. Con đại bàng này mà thả cánh trên bầu trời thì hùng dũng lắm đây. Kiên, làm xong hết bài tập chưa con? Thôi chết, mẹ cậu, tớ về nha. Ừ. Dạ, con sắp xong rồi ạ. Có con gà nào thịt sẵn không chị Tám ơi? Không, phải chờ rồi em à. Ơ, Hoa, hôm nay có việc gì mà vội thế? Hay em lấy trước con gà của chị sắp xong rồi, chị chờ sau cũng được. Vâng, thế chị ưu tiên cho em tí nhé. Em vội về cơm nước, để đến 6 giờ còn kịp cho thằng Kiên đi học thêm tiếng Anh. Lại học thêm mà, hình như em cho con học thêm hơi nhiều đó. Chị thấy thằng bé lúc nào cũng quay cuồng, không có cả thời gian nghỉ ngơi, vui chơi nữa. Phải thế chứ chị, thời buổi toàn cầu hóa, tiếng Anh quan trọng lắm. Em phải cho con học thêm tiếng Anh ngay từ đầu để lớn lên cho con đi du học chị ạ. À, để sau này con nó đỡ khổ. Học thêm là tốt, nhưng trẻ con cũng cần có một tuổi thơ êm đềm, hồn nhiên đúng nghĩa. Con cái, ai chả muốn chúng nó sau này sung sướng. Nhưng mà em ép chúng nhiều quá cũng không tốt. Không du học nước ngoài thì trong nước có sao đâu em. Ôi, chị cứ nói thế. Thời buổi này không học hành tử tế, không có tiền, có mà. Xong rồi nè em ơi, 280. Dạ vâng, em gửi chị. Chị về sau nhé, em về trước cho kịp. Em cảm ơn chị. Ừ, em về nhé. Anh à, nhanh tranh thủ tắm rửa cho con, rồi soạn lại sách vở cho con nhé. Em về ngay đây. Ba mươi năm sau. Mẹ, con mời mẹ lại dùng cơm ạ. Hôm nay cuối tuần con làm món gà hầm mẹ thích đấy ạ. Ồ, thế à. Mẹ lại dùng cơm ạ. Cháu mời bà ăn cơm ạ. Hai cháu ngoan lắm. À, phải rồi, con múc cho mẹ một bát canh gà nhé. Ờ, để làm gì ạ mẹ? Mẹ sang nhà cô Hoa, mấy hôm nay cô ấy mệt, chẳng chịu nấu nướng ăn uống gì hết. Dạ, con làm ngay đây ạ. Bà cho cháu đi với, cháu thích đi với bà. Cháu chẳng phải đang đói lắm sao? Cháu ăn cơm trước đi, bà đi một lát rồi về ngay. Ừ, cháu đi với bà cơ. Thôi được rồi, vậy bà cháu mình cùng đi. Dạ, vâng ạ.
nhớ ăn mau cho khỏe nha. Canh gà con dâu tôi nấu khéo lắm. Cảm ơn bà. Bà tốt với tôi quá. Giờ già rồi, trái gió trở trời, mới thấy sống một mình tủi cực biết bao. Bà đừng có buồn, còn có tôi đây. Hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Có việc gì bà cứ bảo. Tôi không làm được, thì tôi nhờ vợ chồng thằng Long, bà đừng có ngại. Giờ tôi thấy thấm, có con cháu đông đủ vui vầy như nhà bà mới là hạnh phúc. Thằng Kiên nhà tôi tuy đã thành đạt làm việc tại Mỹ, nhưng nó cũng có gia đình riêng rồi, lại xa xôi. Cả năm may ra chúng về được một lần, rồi lại vội vàng đi. Nhiều lúc nghĩ mà tủi thân lắm. Bà ơi, sao bà lại khóc? Bà đau ở đâu? Tay hay chân? Để cháu bóp cho bà nhé. Cảm ơn cháu, bà không sao. Giá mà ngày nào bà cũng được nghe những lời này, được thấy đám trẻ chạy nhảy nô đùa, đúng là không phải cứ có tiền là mua được hạnh phúc. Vậy mà ngày xưa tôi cứ nghĩ... Ông Nam. Thôi chết, xe xịt lớp rồi. Làm thế nào bây giờ? Xe con bị sao thế? Dạ, hình như xe con bị đâm vào đinh. Xe con bị thủng sâm rồi. Nhà ông ở ngay đây, con để xe đây ông sửa cho. Nhưng mà con quên không mang theo tiền. Con cứ để xe ở đây ông sửa cho. Ông không có lấy tiền đâu mà lo. Dạ. Ông ơi, ông vào ăn cơm cho xong đã rồi hãy sửa. Lát tôi ăn sau, tranh thủ sửa cho cháu nó đi không muộn. Hay quá, ông sửa xong rồi này, con cảm ơn ông. Thôi con về đi, không muộn, ba mẹ lại mong. Vâng ạ, con chào ông. Bà này, tôi tính sẽ mở hiệu sửa chữa xe đạp. Sửa chữa xe đạp ư? Ừ, mình nhàn rỗi, ngồi không cũng buồn. Ông cũng có tuổi rồi, nên nghỉ ngơi thôi chứ còn làm lũng làm gì. Các con ở xa sẽ không yên tâm đâu. Có gì vất vả đâu bà. Chỉ là vá lại cái sâm, lắp lại cái xích. Tôi sẽ sửa xe miễn phí. Tôi muốn giúp lũ trẻ, chúng đi học mà hỏng xe. Nhìn chúng dắt xe dưới nắng tội lắm. Vậy cũng được, giúp được ai hay người ấy. Nhưng ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Được rồi, bà cứ yên tâm. Ông Nam ơi, ông sửa xe giúp con với ạ. Ông ơi, ông sửa sắp xong chưa ạ? Xe bị hỏng hơi nặng, nên chắc phải một lúc lâu nữa mới xong được con à. Làm thế nào bây giờ? Con sẽ muộn học mất. Vậy để ông đưa con tới trường. Chiều con đi nhờ xe bạn về đây lấy xe. Tới lúc đó là ông sửa xong xe rồi. Dạ, nhưng... Nhưng gì nữa, chờ ông một chút nhé. Sao tự nhiên các con lại tặng hoa cho ông thế này? Chúng con chúc mừng sinh nhật ông. Chúc ông tuổi mới luôn mạnh khỏe. Sao tụi con lại biết hôm nay là ngày sinh nhật của ông? Ông luôn coi chúng con là người thân, luôn giúp đỡ chúng con rất nhiều. Vậy nên chúng con cũng coi ông như là ông của chúng con vậy đó. Đúng rồi ạ. Bằng người thân thì phải biết ngày sinh nhật của nhau chứ ông.
Ừ, ông cảm ơn. Cảm ơn các con, ông vui lắm. Đúng là không gì vui bằng đem hạnh phúc tới cho người khác. Chú quả Bạch Tạng. Trời ơi, cho em lại màu trắng toát thế này hả mẹ? Mẹ cũng không biết nữa, nhưng thôi. Chào mừng con đến với gia đình chúng ta. Sao lông em ấy lại màu trắng vậy? Nhìn em ấy thật là kỳ cục. Nhanh lên em, nhanh lên. Em không thể nào cố thêm được nữa. Em ơi, cẩn thận. Các em ổn cả chứ? Anh đè thế thì ổn làm sao được. Cái giống quả gì mà trắng bệch ra nhìn đến sợ, như là ma vậy. Việc gì đến các anh, đừng có chơi ba người khác. À, bên nhau hả? Bên làm gì cái thứ quái dị kia? Đã chắc gì nó là em ruột của chúng bay mà bên. Đúng đó, cả cái làng này có bộ lông đen óng mượt mà, tự nhiên lại xuất hiện cái giống quả trắng toát từ đầu đến chân. Chắc chắn là điềm chẳng lành rồi. Đồ quái dị, ngươi từ đâu đến thì biến về chỗ đó đi. Đừng có gieo điềm xấu cho cái làng này. Đi đi. Thôi ngay, quả trắng là em của bọn ta. Em ruột cùng ba cùng mẹ sinh ra. Các người đừng có nói những lời khó nghe đó. Không thì... Không thì sao? Bọn này thích nói thế đi. Ngươi định làm gì nào? Thôi anh ơi, kệ bọn họ đi. Bọn chúng là những kẻ xấu, trong làng này ai mà không biết. Quả trắng, em đừng có buồn nữa. Đừng để ý đến chúng làm gì. Đúng đấy, bộ lông của em rất đẹp. Trong rừng nào ai có đâu, đúng không? Thôi về nhà đi. Mẹ ơi, hôm nay lũ quả đáng ghét trêu ghẹo khiến quả em rất là buồn. Chúng nói em là quái dị, là điềm gở trong làng. Thế à, rồi các con nói sao? Con suýt đánh nhau với chúng, và em buồn lắm mẹ ơi. Khổ thân quả con, mới sinh ra em con đã bị bệnh bạch tạng. Thể chất vốn yếu, lại có màu lông khác biệt. Cứ nghe những lời vô tâm đó thì làm sao em con chịu được đây? Bệnh này không chữa được hả mẹ? Liệu em con có... Chúng ta phải thật kiên cường để em luôn vui vẻ. Em sẽ sống thật lâu cùng mọi người, nhớ chưa? Các anh ơi, rừng ta đẹp thật đấy nhỉ. Ước gì em có thể xuống kia cùng chơi với mọi người. Anh ơi, cẩn thận. Lắm quả thế, bắn cho chúng chết hết đi. Anh ơi, tỉnh dậy đi. Lũ ác độc, các người cút đi. Đừng có mang chết chóc đến phá hoại bình yên nơi đây. Cẩn thận đi Út, đừng đến chỗ đó. Trong kia, một con quả trắng, lạ chưa? Các anh và mọi người tránh đi, không chúng bắn hết bây giờ. Để em nhử chúng ra xa, chúng có vẻ thích em. Không được, Út, quay lại ngay. Đừng có bắn con trắng, bắt lấy nó đem về thành phố là kiếm được cả đống tiền đấy. Phải đấy, đuổi bắt lấy nó, giống quý hiếm đấy. Các anh và mọi người hãy chạy đi, nhanh lên. Em sẽ đánh lạc hướng nhử chúng khỏi đây. Không được. Đuổi theo nó. Để em dìu anh về đã, vết thương nặng lắm rồi. Quả em thông minh thế, chắc sẽ biết đường về thôi. Chạy đâu cho thoát. Không biết bây giờ quả em đang ở đâu. Tất cả là tại con kém cỏi không cứu được em. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho quả em mà thôi. Hy vọng mọi chuyện đều ổn thỏa. Hôm nay là một ngày thảm họa với làng ta. Nếu không có quả trắng thì không biết tổn thất còn lớn đến chừng nào. Quả trắng đã vì cả làng chúng ta mà xá thân hy sinh. Giờ không biết an nguy ra sao, chúng ta phải làm gì đó mới được. Chúng tôi thật có lỗi với quả trắng, thật xấu hổ. Trước đây chúng tôi còn dè biểu trêu ghẹo, không chơi cùng cậu ấy. Hôm nay chứng kiến hành động quả cảm của cậu ấy, nghĩ mà nể phục. Và cũng ân hận quá. Mọi người thấy đó,
Không nên vì vẻ bề ngoài mà đánh giá, phán xét một ai đó. Quả trắng đã dùng chính bộ lông kỳ lạ để cứu mọi người. Quả trắng thật dũng cảm. Tôi nghe nói chúng sẽ bắt quả trắng để bán kiếm lời nơi thành phố. Vậy chúng ta phải cùng nhau đi cứu quả trắng thôi. Ta thuộc nằm lòng mọi con đường ở thành phố này. Hãy theo ta. Đi thôi. Vì quả trắng. Vì quả trắng. Quả trắng, hãy cố gắng đợi chúng ta. Cháu đã vì mọi người, giờ mọi người sẽ vì cháu. Phải cứu quả trắng. Phải cứu quả trắng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.